cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Hồ Quế Hoa, sự thật về vụ án hồn ma hóa phụ trở về, từng gây ám ảnh ở núi Thần Sơn Trại. Hồ Quế Hoa đã may mắn sống sót trong vụ đầu độc vào một năm trước, nhưng cuối cùng vẫn mất mạng bởi âm mưu quỷ quyệt của kẻ sát nhân ở cùng làng. Vào sáng sớm ngày 15 tháng 4 năm 2001, một vụ án mạng kỳ lạ đã xảy ra tại ngôi làng miền núi Thần Sơn Trại ở huyện Đoàn Phong, tỉnh Hồ Bắc. Lúc đang dậy để chuẩn bị nấu cơm, thì người con dâu nhà họ Khâu tình cờ phát hiện ra một người phụ nữ tóc hoa râm đang ngồi dựa lưng vào tường ở sân sau. Khi tiến lại gần hơn để kiểm tra, thì cô thấy cơ thể người này đã cứng còng, khóe miệng có vết máu và nạn nhân cũng đã tắt thở. Lúc cảnh sát có mặt ở hiện trường, thì nhiều dân làng tò mò đang vây quanh nhà họ Khâu đã nhận ra danh tính của người chết. Nạn nhân tên là Hồ Quế Hoa, 53 tuổi, ở cùng làng. Bà Hoa hiện đang sống một mình dưới chân núi và không có quan hệ gì với nhà họ Khâu. Vì trong làng thường có thú dữ làng vàng, nên những nhà có điều kiện sẽ xây tường cao, như tường của nhà họ Khâu cao gần 4 mét. Cảnh sát phát hiện trên cổ bà Hoa có một vệt dây thừng, trên bức tường ở phía sau thi thể cũng có dấu vết leo trèo khá mới. Vì vậy, cảnh sát đã suy đoán rằng sau khi sát hại Hoa, thì hung thủ đã kéo thi thể tới đây, rồi dùng công cụ leo lên tường cao để vào nhà và vứt xác nạn nhân vào trong sân sau. Khi cảnh sát điều tra về nhà của Hoa, thì họ thấy có rất ít đồ đạc, gần như chỉ có 4 bức tường, nên họ đã loại trừ khả năng giết người vì tiền bạc. Một cảnh sát đã nhận ra Hoa chính là nạn nhân của một vụ án cách đây 1 năm. Cô vốn sống cùng người chồng tên là Lý Tự Bình và một người con trai. Vào 1 năm trước, 3 người đột nhiên bị sùi bọt mép, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó thì cả 3 người đã được dân làng đưa đi cấp cứu. Kết quả là chỉ có mình Hoa may mắn sống sót. Sau khi kiểm tra, thì pháp y đã tìm thấy thành phần thuốc diệt chuột trong dịch dạ dày của họ. Cảnh sát hoài nghi rằng cả nhà Hoa đã bị ai đó đầu độc, nhưng điều tra hơn 1 năm vẫn không có manh mối gì. Ngôi làng chỉ có tổng cộng 27 hộ gia đình. Chồng Hoa được nhận xét là một người thành thực, không có thù oán với ai. Sau khi Bình chết thì Hoa đã từng đến nhà họ Trần mắng chửi. Tuy nhiên, qua thông tin điều tra, trước đó nhà họ Trần chỉ cãi vã với Hoa vì mâu thuẫn nhỏ, không đến mức phải giết người để trả thù. Nhà họ Trần cũng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Một cán bộ thôn cho biết rằng Bình từng mâu thuẫn với một người cùng làng, tên là Châu Gia Quốc. Quốc là một người đàn ông 37 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, mê cờ bạc và từng vào tù 3 lần. Cảnh sát sau đó cũng đã điều tra Quốc, nhưng không tìm thấy bằng chứng phạm tội của hắn ta. Với cái chết của Hoa, thì Quốc cũng đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm khi bị cảnh sát triệu tập. Anh ta nói mình đã cãi vã với mẹ và vợ ở nhà vào tối xảy ra án mạng, sau đó thì đã bỏ đi ngủ nên không có thời gian để gây án. Vài ngày sau kể từ khi thi thể của bà Hoa được phát hiện, thì vào hàng đêm, cháu trai sống đối diện nhà bà Hoa luôn nhìn thấy một bóng trắng lướt ra ngoài cửa và biến mất trong bóng tối. Người cháu vô cùng sợ hãi khi nhận ra đó là bộ quần áo mà bà Hoa thường mặc, sau đó đã chạy đi để báo cho bố Hoa về chuyện gặp ma. Bố của Hoa sau đó đã đưa cảnh sát đến nhà của con gái và phát hiện mấy bộ quần áo mà cô thường mặc đã biến mất. Vào ngày hôm sau, thì tin đồn người chết hiện hồn đã lan truyền khắp làng và gây hoang mang cho mọi người quanh đây. Để có thể trấn an người dân, thì hơn 20 điều tra viên đã đến làng cấp tốc để điều tra và làm rõ sự việc. Sau khi thẩm vấn kỹ từng nhà, thì họ đã thu được một manh mối mới vô cùng quan trọng. Vào nửa năm trước, thì một gã khờ có tên là Lái Phúc ở làng này đã nhặt được một quả dưa hấu lớn. Sau khi ăn xong thì đã lăn lộn vật vã cả đêm và tử vong vào ngay ngày hôm sau. Người nhà cho rằng Lai Phúc đã bị chúng ta nên vội vàng chôn cất. Cảnh sát sau đó đã có suy nghĩ rằng cách Lai Phúc chết rất giống với vụ việc của chồng con nhà bà Hoa. Điều tra viên sau đó đã có suy đoán rằng nếu 2 vụ đầu độc và 1 vụ ném xác do cùng một người thực hiện, thì kẻ sát nhân hẳn phải có một thể lực tốt, lòng dạ hẹp hòi và hung ác. Hắn ta còn có khả năng giữ được bình tĩnh. Sau khi loại trừ người già, phụ nữ và trẻ em, thì điều tra viên thấy rằng Quốc là một trong số nghi phạm ít ỏi phù hợp với miêu tả. Họ sau đó đã quyết định triệu tập Quốc một lần nữa, lúc này đã tròn 1 tháng kể từ khi tìm thấy thi thể bà Hoa. Qua lời kể của dân làng, cảnh sát được biết rằng sau khi bị chồng đánh, thì người vợ câm của Quốc đã ngồi bên đường khóc ít nhất 2 tiếng đồng hồ mới chịu đi về. Trong khi trước đó, Quốc nói rằng vợ mình ra ngoài chưa đến 1 tiếng. Khi bị chất vấn ở điểm này, thì Quốc hiện ra vẻ hoảng hốt. Sau đó để kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát đã mời một giáo viên ngôn ngữ ký hiệu đến để nói chuyện với vợ Quốc và chứng thực anh ta đã nói dối. Tại nhà của Quốc thì cảnh sát đã tìm thấy một vài bộ quần áo bị mất của bà Hoa. Trước những chứng cứ đó, Quốc biết mình không thể chối cãi được nữa nên đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
mọi chuyện bắt đầu dần sáng tỏ qua lời khai của kẻ sát nhân. Vào tháng 10 năm 1999, để kiếm tiền đánh bạc, thì Quốc lợi dụng lúc đêm tối đã lẻn vào lâm trường trên thần sơn trại để trộm cây. Lúc này thì hắn ta đã bị Bình đang gác rừng bắt quả tang. Quốc sau đó đã đánh ngã Bình rồi tháo chạy. Sau khi xuống núi, thì Bình đã báo cáo sự việc với cán bộ thôn, khiến cho Quốc bị phạt nặng. Kể từ hôm đó, Quốc luôn ôm mối hận với Bình, nhưng hắn ta không thể hiện ra mà còn nhiệt tình bắt chuyện khi gặp người nhà của Bình, dần dần xóa bỏ thái độ thù địch của họ. Vào 4 tháng sau, ngày 8 tháng 2 năm 2000, thì Quốc đã lẻn vào nhà Bình giữa đêm khuya để đổ thuốc diệt chuột vào thức ăn của gia đình Bình. Ngay sáng sớm hôm sau, khi ba người nhà Bình xuất hiện các triệu chứng ngộ độc để loại bỏ nghi ngờ về mình, thì Quốc đã cùng dân làng hợp sức để đưa cả ba đến bệnh viện cấp cứu. Vực Hoa may mắn sống sót đã trở thành mối họa trong lòng của Quốc. Hắn ta sợ Hoa sẽ tiết lộ điều gì đó để giúp cảnh sát phá án, nên tìm mọi cách tiếp cận Hoa để nắm rõ động thái của cô và lừa gạt lòng tin, tránh bị mọi người nghi ngờ. Cùng một lúc mất hai người thân đã khiến cho Hoa rơi vào trạng thái suy sụp, mất kiểm soát cảm xúc. Cô Đinh Ninh nhà họ Trần từng cãi nhau với mình là hung thủ đã sát hại gia đình của cô. Vì thế mà ngày nào cô cũng đến cửa nhà họ Trần để khóc lóc và mắng chửi. Dần dần thì Hoa đã bị dân làng xa lánh, càng khiến cho Quốc có cơ hội tiếp cận. Vì nhận được sự an ủi giữa thời điểm chịu chấn thương tâm lý to lớn, nên Hoa dần ỷ lại vào Quốc, rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm với người đàn ông dẻo miệng kém cả chục tuổi này. Bởi các hộ gia đình sống cách nhau khá xa, hai người lại rất cẩn thận nên chưa từng bị ai phát hiện. Cho đến một buổi sáng, khi Quốc tỉnh dậy, thì thấy Hoa đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm của cô khác hẳn mọi ngày. Cô lạnh lùng nói rằng, vừa rồi lúc đang ngủ thì anh đã nói mơ. Quốc gặng hỏi nhưng Hoa không chịu tiết lộ gì thêm. Hắn cho rằng mình đã lỡ miệng trong khi ngủ mơ, khiến Hoa phát hiện chuyện đầu độc chồng con cô. Vì thế hắn đã quyết định giết người diệt khẩu. Vào 3 ngày sau, thì Quốc đã xuống núi để mua một quả dưa hấu, sau đó sẽ tiêm thuốc diệt chuột rồi để trước cửa nhà Hoa. Hắn biết người phụ nữ này rất tham ăn, nên nhất định sẽ nhặt về nhà. Vào sáng hôm sau, khi Quốc đang lảng vảng quanh nhà Hoa, phát hiện cô vẫn còn sống, còn gã khờ nhà hàng xóm thì lại chết. Hắn cố hùa theo vài dân làng cho rằng gã khờ này đã bị trúng tà và thuyết phục họ hãy chôn cất anh càng sớm càng tốt. Sự việc này đã khiến Quốc phải tạm hoãn kế hoạch sát hại bà Hoa. Sau đó hai người vẫn bí mật gặp gỡ nhưng thái độ của Hoa đã thay đổi. Cô nhiều lần nhắc đến cái chết của chồng con và nói rằng mình phải báo thù. Khi nghe vậy trong lòng Quốc luôn cảm thấy sợ hãi, vì thế mà hắn ta càng quyết tâm để gây án. Vào đêm ngày 14 tháng 4 năm 2001, Quốc đã cố tình cãi nhau với mẹ, sau đó đánh vợ rồi giả vờ lên giường đi ngủ để tạo bằng chứng ngoại phạm. Hắn lúc này đã lén rời khỏi nhà, rồi lừa Hoa ra bờ ao vắng người để hẹn hò và siết cổ cô. Khi gây án thành công, thì Quốc đã kéo thi thể Hoa dọc con đường núi dài 2 km, rồi vứt xác vào sân của nhà họ Khâu. Hắn cho rằng bằng cách này sẽ đánh lạc hướng được cảnh sát để họ điều tra vào những người là kẻ thù của nhà họ Khâu. Vào vài ngày sau, Quốc đã chạy đến nhà Hoa trong đêm, lấy trộm quần áo của cô nhằm tạo ra cảnh người chết hiện hồn, khiến cho dân làng hoảng sợ không dám bàn tán, cũng như sẽ gây rối cho việc điều tra của cảnh sát. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2001, thì kẻ sát nhân hàng loạt Quốc đã bị bắt, hắn ta đã nhận án tử hình vào một năm sau đó. Kết thúc cuộc đời của một kẻ sát nhân đầy mưu mô xảo trá. Kỳ án về ác ma đập đầu, chuyên tìm phụ nữ vào ban đêm để cướp của giết người. Vào tháng 3 năm 1997, ở khu vực Dương Phố và Bảo Sơn thuộc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, xuất hiện một người đàn ông dùng vũ khí đánh vào đầu của những phụ nữ đi một mình trong đêm. Lợi dụng đối phương hôn mê, hắn sẽ cướp hết tiền bạc và vật tùy thân trên người họ. Trong vòng chưa đầy một tháng, ác ma đập đầu đã thực hiện 13 vụ hành hung trộm cướp, làm bị thương 14 người, trong đó có 2 người tử vong, 6 người bị thương nặng và 6 người bị thương nhẹ. Vì sự xuất hiện bí ẩn của ác ma đập đầu nên người dân trong khu vực đã vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt là phụ nữ, họ không còn dám đi một mình trong đêm và mang theo những đồ vật có giá trị cao. Thậm chí, vụ án đập đầu xảy ra đã vô tình thúc đẩy các mặt hàng mũ bảo hiểm trở nên hot hơn bao giờ hết. Anh Lưu Trấn Linh là người ở Giang Tây. Năm 1992, anh đến Thượng Hải làm nghề bán rau. 2 năm sau, anh bắt đầu quen biết với chị Hồ Thục Hoa và hai người đã kết hôn vào năm 1995. Vợ chồng Lưu Trấn Linh sống trong căn nhà thuê gần chợ nông sản ở khu Dương Phố và đã có 2 con, một trai, một gái. Bình thường vào đến giờ chiều, thì chị Hoa sẽ về nhà trước để chuẩn bị cơm tối, còn anh Linh sẽ ở lại bán tiếp đến tối. Thời điểm đó, chị Hoa phát hiện chồng nhân lúc chị về nấu cơm thì đã trốn đi đánh bài.
Sợ chồng mình sẽ lún sâu vào thói cờ bạc, nên chị Hoa đã tìm cách để anh Linh về nhà nấu cơm, còn mình thì ở lại trông coi quầy rau. Ngày 18 tháng 3, Lưu Trấn Linh đã nghe vợ nên về nhà trước. Thế nhưng, anh không ngờ chiều hôm đó chính là lần cuối cùng anh được gặp vợ. Vào lúc 6 giờ tối, trời mưa lất phất, chị Hoa bắt đầu dọn hàng để về nhà. Khi chị Hoa đi qua khoảng đất trống gần con đường Ân Hạp, thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông sử dụng vật cứng để đập vào đầu chị. Trong cơn hôn mê, hắn đã lôi chị vào bãi cỏ dại bên đường và tìm kiếm đồ trang sức trên tay và cổ. Thế nhưng chị Hoa không mang bất kỳ trang sức quý giá nào. Sau đó, hắn lục túi áo bên trong và tìm được 50 tệ, hơn 177.000 Việt Nam đồng. Nước mưa đã làm chị Hoa tỉnh dậy. Chị ý thức được mình đang bị cướp nên dùng tay nắm áo của tên cướp. Hắn hoảng sợ nên đã lấy hung khí đập vào đầu chị Hoa thêm mấy phát. Đến đây, chị Hoa đã nằm im bất động. Hung thủ tiếp tục tìm kiếm trên người của chị Hoa và lấy thêm được 30 nhân dân tệ, hơn 106.000 Việt Nam đồng. Sau khi đạt được mục đích, hắn đã rời khỏi hiện trường và biến mất trong màn mưa. 8 giờ tối, anh Linh vẫn chưa thấy vợ nên gọi bạn bè cùng đi tìm. Đến 11 giờ khuya, anh Linh phát hiện có nhóm người tụ tập ở đường Ân Hạp thì chạy lại và phát hiện thi thể bê bết máu đang nằm dưới đất kia chính là vợ mình. Anh lập tức chạy đến ôm lấy vợ và gào khóc. Vài phút sau, cảnh sát khu vực Dương Phố và đội trinh thám đã đến hiện trường. Chị Hoa được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Ngày 19 tháng 3, cảnh sát đưa ra kết luận sơ bộ. Chị Hoa tử vong vì bị vật cứng đập vào đầu. Hung khí được cho là một chiếc rìu và hung thủ sử dụng phần giống rìu để làm nạn nhân bất tỉnh. Động cơ gây án được phán đoán là cướp của. Sau sự việc ngày 18 tháng 3, những vụ án tương tự liên tiếp xảy ra khiến người dân trong khu vực náo loạn. Thông qua điều tra và nghiên cứu, tổ cảnh sát khu vực Dương Phố đã đưa ra một công thức chung trong chuỗi hành hung liên hoàn của ác ma đập đầu này là 1. Thời gian gây án đa số vào đêm tối và địa điểm xảy ra ở vùng rìa thành phố. Hung thủ dùng phần sống cùn của hung khí để làm cho nạn nhân hôn mê và sau đó thực hiện hành vi cướp của. 2. Đối tượng bị hại thường là những người phụ nữ trung niên có vóc dáng yếu ớt và đi một mình trong đêm. 3. Mục đích gây án là cướp của với thủ đoạn hung ác. 4. Hung thủ có khả năng là người ở tỉnh khác và vóc dáng cao tầm 1m70. 5. Nạn nhân bị tập kích bất ngờ từ đằng sau và lập tức hôn mê hoặc tử vong ngay tại chỗ, nên không thể biết được hình dáng và gương mặt của kẻ gây án. Đứng trước tình trạng hung thủ liên tiếp gây án trên diện rộng, cảnh sát đã không ngừng tăng thêm nhân lực để giăng lưới hai khu vực Dương Phố và Bảo Sơn. Những khu vực khác được áp dụng lệnh giới nghiêm và tăng cường trị an. Cảnh sát đã mở rộng phạm vi truy bắt, lại cộng thêm việc dân chúng tăng cường cảnh giác. Điều này đã thật sự làm khó đến thói quen gây án vào ban đêm của hung thủ. Thế là hắn đã chuyển thời gian gây án từ đêm khuya thành ban ngày. Buổi trưa ngày 14 tháng 4, cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án. Theo đó, một cụ ông và cụ bà đã bị tập kích dẫn đến chấn thương tại công viên Sâm Lâm ở khu vực Dương Phố, sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã tức tốc bao vây tất cả lối ra của công viên nhưng hung thủ đã sớm chạy thoát. Được biết, hai ông bà cụ đã được cấp cứu kịp thời. Sau khi ông bà tỉnh lại, cảnh sát đã lấy lời khai và biết được tài sản bị cướp là một chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vàng uyên ương có khắc chữ Minh Nguyệt là tên của con trai ông bà. Vụ án về hai ông bà cụ bị tập kích được thông báo đến các sở cảnh sát ở các khu vực xung quanh. Sở trưởng Sở Cảnh sát Ngũ Giác Trường thuộc phân cục Dương Phố, ông Trương Thừa Dục vừa nghe đến tình tiết sợi dây chuyền vàng bị mất cắp thì lập tức nghĩ ngay đến khả năng hung thủ sẽ bán phi tang. Ông cử lực lượng chức năng đến kiểm tra các tiệm vàng trong khu vực thì quả nhiên có ngay kết quả. Chủ tiệm vàng họ Trang thuộc công ty Dương Bách Hóa đã cho biết, khoảng 10 phút trước có một người đàn ông đến nhờ tôi xem một sợi dây chuyền, bên trên có khắc hai chữ Minh Nguyệt, vòng dây đã bị đứt và có tình trạng biến dạng. Tôi sửa xong, anh ta vừa đi mất thì các anh cảnh sát lại đến. Sau khi lấy lời khai cụ thể hơn của ông Trang thì cảnh sát biết được, hung thủ đã xuất hiện 3 lần tại tiệm vàng. Lần đầu tiên là ngày mùng 3 tháng 4, hắn mang đến một số trang sức vàng và yêu cầu làm thành một chiếc vòng tay và một chiếc nhẫn. Lần thứ hai vào buổi chiều ngày mùng 5 tháng 4, hắn mang thêm một vài món đồ vàng nữa để yêu cầu gia công thêm cho chiếc vòng tay đã làm ở lần đầu tiên. Theo ông Trang mô tả lại, hung thủ cao không quá 1m70, mặt tròn, hơi mập, tầm 30 tuổi, mặc áo khoác màu đỏ sẫm và nói giọng khẩu âm Thượng Hải. Cảnh sát đã cho người phác họa lại chân dung của gã hung thủ. Sau khi ông Trang xác nhận bức phác họa gần giống với tên hung thủ mà ông đã nhìn thấy thì đội trinh sát bắt đầu làm việc. Thời bấy giờ chưa có quá nhiều camera được lắp đặt ở các cơ sở hạ tầng, nên cảnh sát chỉ có thể mở rộng phạm vi và tăng cường nhân lực để tìm kiếm. Quả nhiên, hai ngày sau, đội trinh sát đã phát hiện một đầu mối quan trọng có thể dẫn đến tên ác ma đập đầu. Tối ngày 16 tháng 4, nhân viên trinh sát thuộc khu vực Tùng Nam, Bảo Sơn
đã tìm được manh mối về một người đàn ông khả nghi với gương mặt gần giống với những gì mà ông Trang mô tả. Vào 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã giăng lưới bao vây và bắt được nghi phạm đang sống trong căn nhà 2 tầng. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm được rất nhiều túi sách nữa cùng những vật dụng trang điểm khác. Nghi phạm tên là Ngụy Quảng Tú, 26 tuổi, người Lợi Tân An Huy, tạm trú ở thôn Hoa Tân Nhị, Bảo Sơn, Thượng Hải, có vợ là Sùng Minh Tịch và một con trai. Hắn từng đi tù từ tháng 5 năm 1993 vì tội trộm cướp và được thả vào tháng 11 năm 1996. Hắn đến Thượng Hải làm nghề bán rau xanh và thịt dê. Nhưng ít lâu sau, hắn lại cảm thấy công việc này quá mệt mỏi nên đã quyết định bỏ nghề ở nhà ăn không ngồi rồi. Vào 13 giờ chiều ngày 17 tháng 4, ông Trang đã phối hợp với cảnh sát để hỗ trợ nhận diện hung thủ. Quả nhiên, người đàn ông đã 3 lần đến tiệm vàng chính là Ngụy Quảng Tú. Thế là tên ác ma đập đầu đã chính thức hiện nguyên hình. Ngay sau đó, cảnh sát đã tung ra bằng chứng cùng nhân chứng là ông Trang và sâu chuỗi hết tất cả vụ án lại với nhau khiến tên hung thủ Ngụy Quảng Tú phải nhận tội. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4, Ngụy Quảng Tú đã gây ra 13 vụ hành hung trộm cướp liên tiếp. Hắn thừa nhận động cơ gây án là vì tiền và không hề có đồng phạm. Ngày 29 tháng 5, Tòa án tối cao của thành phố Thượng Hải đã ra phán quyết, bị cáo Ngụy Quảng Tú chịu tội tử hình. Sau khi nhận án tử, Ngụy Quảng Tú đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên và bày tỏ sự hối hận. Hắn cho rằng bản thân chỉ đánh nạn nhân nhẹ để thuận lợi thực hiện động cơ cướp bóc chứ không phải cố ý giết người. Thế nhưng, Ngụy Quảng Tú có lẽ vẫn chưa nhận thức được hậu quả mà hắn đã gây ra. Hắn đã thực hiện 13 vụ hành hung trộm cướp, làm bị thương 14 người, trong đó có 2 người tử vong, 6 người bị thương nặng và 6 người bị thương nhẹ. Với loạt tội trạng này, Ngụy Quảng Tú không còn con đường sống sót. Vào 15 giờ ngày 13 tháng 6 năm 1997, Tòa án tối cao thành phố Thượng Hải thi hành bản án tử hình đối với tội phạm Ngụy Quảng Tú. Kết thúc cuộc đời của ác ma đập đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.